Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với channel của Đô Hoàng Sinh nha. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tiến độ thi công của dự án World Central, quận 1. Dự án World Central tọa lạc tại số 1 Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Dự án tọa lạc tại vị trí vô cùng đắc địa với 4 mặt tiền đường chính, bao gồm đường Phạm Ngũ Lão, Lê Thị Hồng Gấm, Comet và Phố Đức Chính. Dự án hiện nay được đầu tư bởi tập đoàn Masterline Home với tổng vốn đầu tư lên đến 500 triệu đô. Quy mô của dự án rộng 8.600 m², được xây dựng thành 2 tòa tháp cao 48 và 55 tầng, có 3 tầng hầm để xe và 7 tầng nổi trung tâm thương mại. Tiến độ xây dựng của dự án thì hiện nay đã xây dựng xong khối đế thương mại và đang chuẩn bị xây dựng lên phần thân. Loại hình sản phẩm ở đây bao gồm văn phòng, thương mại, dịch vụ, căn hộ và khách sạn. Căn hộ có diện tích từ 40 m² cho đến 150 m², sổ hồng vĩnh viễn cho người Việt Nam và 50 năm cho người nước ngoài. Với vị trí vô cùng đắc địa như thế này, nằm ngay tại trung tâm của quận 1, đối diện với chợ Bến Thành và liên kề với tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên với số lượng sản phẩm giới hạn, thì dự án World Central hứa hẹn sẽ thu hút rất nhiều nhà đầu tư muốn sở hữu ít nhất một sản phẩm tại dự án này. Và như vậy thì video cập nhật thông tin về dự án World Central của Sinh đến đây cũng đã kết thúc. Anh chị và các bạn có thắc mắc hay cần thông tin gì thêm thì hãy để lại bình luận ngay bên dưới hoặc liên hệ tới số điện thoại của Sinh trên màn hình. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video cập nhật mới nhất về dự án World Central cũng như là các dự án khác trong khu vực nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.